Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần tự phá vỡ lằn ranh đỏ của Nga để cung cấp một số phương tiện và vũ khí tiên tiến cho Ukraine. Điều này là cần thiết trong bối cảnh hiện tại, nhưng chưa đủ. Nhiều nhà lập pháp Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Roger Wicker thuộc Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Biden trong việc trang bị vũ khí cho Ukraine, cho rằng cách tiếp cận nhỏ giọt này đã gây tổn hại đến uy tín của Mỹ, làm tốn thời gian quý báu của Kiev. Ông Roger Wicker nói. Thảo Vy xin mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Thưa quý vị, Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Biden từng nhiều lần tuyên bố Mỹ và các đồng minh khác trong NATO sẽ không cung cấp cho Ukraine một số loại vũ khí nhất định vì lo ngại căng thẳng leo thang sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, thậm chí dẫn tới chiến tranh hạt nhân. Nhưng hết lần này đến lần khác, ông Biden đã thay đổi quyết định, đồng thời gửi cho Ukraine các loại vũ khí ngày càng nguy hiểm hơn giải thích về sự dao động trong chính sách viện trợ quân sự của chính quyền Biden, ông Thomas Boyer, giám đốc trung tâm quốc phòng của quỹ di sản cho rằng điều này xuất phát từ sự lo ngại về những hành động bạo ngược của Nga trong khuôn khổ chiến dịch xâm lược của họ tại Ukraine. Dưới đây là danh sách những phương tiện và vũ khí khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden đã vượt qua làn ranh đỏ của Putin, cũng như sự do dự ban đầu do chính họ đặt ra để chuyển giao cho Ukraine. Máy bay chiến đấu vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, Mỹ đã từ chối đề xuất của Ba Lan, một nước thành viên trong NATO về việc chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 tới căn cứ không quân của Mỹ ở Đức để Washington có thể đưa các máy bay này cho Ukraine. Ngũ Giác Đài cho rằng, việc đưa máy bay chiến đấu từ lãnh thổ NATO vào khu vực chiến sự gây lo ngại nghiêm trọng cho toàn bộ liên minh. Nhưng sau đó, Tổng thống Biden cho biết, ông ủng hộ việc thành lập một liên minh quốc tế huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu phương Tây, dọn đường cho máy bay phương Tây chiếm lĩnh bầu trời Ukraine. Mỹ đã cho phép các đồng minh cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu tiên tiến, trong đó có cả chiến đấu cờ F-16 do Mỹ sản xuất. Một quan chức của ngũ giác đài nói rằng, sẽ mất từ 18 đến 24 tháng để huấn luyện các phi công Ukraine sử dụng những tiêm kích phản lực đa nhiệm này. Hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo sẽ chuyển 14 chiếc máy bay MiG-29 cho Ukraine và nói rằng Warsaw có thể chuyển toàn bộ loại tiêm kích này cho Kiev trong tương lai. Vẫn chưa rõ vì chuyển giao tiêm kích MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine sẽ tạo ra sự thay đổi gì đối với cục diện cuộc chiến nếu Tổng thống Biden thông qua quyết định này vào tháng 3 năm 2022. Nhưng theo giới phân tích, Ukraine có thể đã chuẩn bị tốt hơn cho cuộc chiến trên không với Nga nếu tiếp cận những máy bay này sớm hơn. Hệ thống phòng không Patriot Ngày 10 tháng 3 năm 2022, Ngũ Giác Đài tuyên bố sẽ không gửi hệ thống phòng không Patriot đến Ukraine. Ở thời điểm đó, Defense One dẫn lời một quan chức quốc phòng cho biết, không có bất cứ cuộc thảo luận nào về việc đặt một khẩu đội Patriot ở Ukraine để vận hành hệ thống này cần phải có sự tham gia của quân đội Mỹ vì đây là loại vũ khí mà binh sĩ Ukraine không thông thạo. Nhưng chúng tôi đã nói rất rõ rằng Mỹ sẽ không điều quân tham chiến ở Ukraine. Đến tháng 12 năm 2022, Tổng thống Biden chính thức công bố sẽ gửi gói viện trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ USD cho Kiev. Đáng chú ý, Gói viện trợ này sẽ bao gồm một khẩu đội hỏa tiễn phòng không Patriot với khả năng đánh chặn các loại hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo tâm ngắn và máy bay ở độ cao lớn hơn so với các hệ thống phòng không được cung cấp trước đây. Ngoài ra, Mỹ cũng huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng và bảo dưỡng hệ thống phòng không Patriot tại căn cứ Fort Steele ở bang Oklahoma của nước này. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS chúng tôi sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống hỏa tiễn có thể giúp nước này tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Biden cho biết ngày 30 tháng 5, sau khi một đài truyền hình của Nga cảnh báo việc cung cấp cho Ukraine hệ thống pháo phản lực phóng loạt sẽ là hành động vượt qua ranh giới đỏ. Tuy nhiên, một ngày sau đó, các quan chức Mỹ xác nhận nước này sẽ gửi hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS cho Ukraine xe tăng. Giai đoạn đầu năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được cho là đã loại trừ việc gửi xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ tới Ukraine. Chúng ta không nên cung cấp cho Ukraine những hệ thống mà họ không thể sửa chữa, không thể bảo trì và về lâu dài không đủ kinh phí duy trì. Điều này không hữu ích. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Carr cho biết, nhưng 11 tháng sau, chính quyền Biden đã nhất trí gửi 31 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine. Mới đây, hôm 7 tháng 8, Giám đốc chương trình mua sắm của lục quân Mỹ Doug Bush thông báo, lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên mà Mỹ cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine đang trên lộ trình chuyển giao, dự kiến sẽ đến Ukraine vào đầu mùa thu, theo ông George The Bush, đợt chuyển giao này không chỉ có các xe tăng, mà có cả một gói thiết bị hoàn chỉnh cần thiết để hỗ trợ và bảo trì chúng. Bom, đạn chùm Vào tháng 12 năm 2022, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố nước này sẽ không cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine. Theo chính sách của chúng tôi, chúng tôi lo ngại về việc sử dụng các loại vũ khí này ông Kirby nói. Nhưng chính sách này đã thay đổi vào ngày 7 tháng 7, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định cung cấp hàng nghìn quả bom chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới trị giá tới 800 triệu USD. Động thái này diễn ra hơn một tháng sau khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn mà truyền thông phương Tây kỳ vọng tạo ra những đột phá quan trọng. Ukraine được cho là đã sử dụng bom chùm tấn công các cứ điểm của Nga ở khu vực Donetsk, miền Đông. Đánh giá về loại vũ khí này, ông John Kirby cho biết họ đang sử dụng chúng một cách hiệu quả và chúng thực sự có tác động đến các tuyến phòng thủ cũng như hoạt động phòng thủ của Nga. Nếu Mỹ là nhà tài trợ hàng đầu của Ukraine trong công cuộc đấu tranh vệ quốc, thì Nga với khối lượng thiết bị biếu không cho Ukraine, không cần nghi ngờ gì nữa, đã vượt qua châu Âu trở thành nhà tài trợ vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine. Theo báo cáo của Deutsche Welle, Ukraine đã nhận được hơn 800 hệ thống pháo, xe bọc thép và các loại vũ khí khác của Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh, trong đó có 300 xe tăng. Những thứ này sau đó đã được sửa chữa khi cần thiết, được kiểm tra thông tin công nghệ quân sự quan trọng và thường được đưa trở lại chiến trường để trực tiếp chống lại chủ cũ của chúng, tờ báo đưa tin. Trong số các vũ khí bị bắt giữ, có xe tăng T-72 hiện đại hóa được đánh giá cao của Nga. Trong khi nhiều mặt hàng, bao gồm cả hệ thống phóng hỏa tiễn Grad đã rơi vào tay Ukraine trong cuộc phản công ngoạn mục vào mùa thu năm ngoái ở phía Bắc và phía Đông của đất nước. Các nguồn tin nói với hãng tin này, Nga đang cạnh tranh với các nước phương Tây để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đại tá Alexander saluba nói với Deutsche Welle, tờ báo của Đức đưa tin rằng Saruba làm việc cho Trung tâm quân sự Ukraine, nơi tiếp nhận và phân tích vũ khí thu được. Ukraine đã sử dụng vũ khí và xe thiết giáp thu được kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Vào tháng 3 năm 2022, họ thông báo rằng họ đã thu được 24 hỏa tiễn Uragan và đã nhắm chúng trở lại kẻ thù. Deutsche Welle cho biết công nghệ bị thu giữ còn hữu ích theo một cách khác. Việc thăm dò chúng cung cấp thông tin về nơi Nga nhận các bộ phận công nghệ cao, từ đó có thể hướng dẫn các biện pháp trừng phạt trong tương lai. Tuy nhiên, có những hạn chế đáng kể trên chiến trường đối với tính hữu dụng của một số thiết bị hiện đại lấy từ tay Nga. Nhà phân tích quân sự Nga Michael Kaufman cho biết vào tháng 3, bất chấp hoạt động liên tục của các cửa hàng sửa chữa Ukraine, một số xe bị bắt sử dụng các bộ phận hiện đại không được sản xuất tại Ukraine, vốn vẫn chủ yếu dựa vào xe tăng thời Liên Xô. Kaufman cho biết tại một sự kiện của Carnegie Endowment rằng người Ukraine không có các bộ phận để duy trì hoạt động của nhiều phương tiện này. Đồng thời nói thêm, vì vậy, trên lý thuyết, bạn có thể bắt được rất nhiều phương tiện, nhưng bạn không có động cơ, bạn không có hộp số, bạn không có các bộ phận để giữ cho chúng hoạt động. Kofman cho biết, xe tăng cũng nhận được sự quan tâm không tương xứng so với nhu cầu về pháo và đạn dược khác của Ukraine. Vào tháng 7, tướng hàng đầu của Ukraine, Valery Zaluzny, nói với The Washington Post, rằng hàng dặm bãi minh đang cản trở bước tiến của xe tăng trong cuộc phản công mệt mỏi của đất nước. Nhiều báo cáo cho biết điều này đã khiến Ukraine mất đi một lượng lớn phương tiện do phương Tây cung cấp, dẫn đến sự thay đổi trong chiến thuật. Các báo cáo cho biết, Ukraine đã phải dùng lại chiến thuật tấn công dồn dập các lực lượng Nga ở phía sau tiền tuyến pháo binh và sau đó cẩn thận đi bộ theo sau, thay vì dẫn đầu cuộc tấn công bằng xe tăng. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình luận đàm thời sự ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh The Saigon Post.